Xin kính chào quý vị thân mến. Mio xin giới thiệu cái cách mà Mio làm cái món cơm sườn nướng. Đây là những loại gia vị dùng để nêm nếm. Mio có một miếng sườn heo đã rửa sạch. Và bây giờ Mio sẽ nêm. Đây là tỏi với lại muối đã rang lên. Mio sẽ nêm một ít đều ở hai mặt của miếng thịt. Tiếp theo sẽ nêm cái gia vị để người ta nướng steak á, nó có ngũ vị hương trong đó. Bây giờ sẽ rải đều lên cái mặt miếng thịt. Bây giờ sẽ nêm thêm một chút tiêu. Mình sử dụng tiêu trắng. Rồi bây giờ sẽ cho một ít lá hết cho miếng thịt nó thơm. Sau đó trở mặt miếng thịt, mình cũng nêm y như những cái gia vị mình đã nêm vừa rồi. Bây giờ mình sẽ lật miếng thịt trở lại. Mình sẽ nêm nếm thứ tự các loại gia vị y như cái mặt bên kia. Để sau đó thì mình sẽ đậy lại và ướp trong vòng 15 phút cho miếng thịt thấm. Rồi mình sẽ cho vào lò air fry để nướng miếng thịt này. Mình không có lửa than giống như ở Việt Nam, thì mình sử dụng lò không dầu nha quý vị và các bạn. Bây giờ thì mình bọc lại bằng miếng wrap để cho thịt nó thấm gia vị, rồi mình sẽ đem đi nướng. Mio sử dụng trái táo cắt ra để trang trí thành cái hình chiếc lá ở trên đĩa thức ăn. Đây là đĩa thức ăn Mio đã trang trí trước. Bây giờ trước khi nướng sườn thì mình đã trang trí xong cái đĩa để thức ăn lên. Bây giờ Mio sẽ bắt đầu nấu cơm. Cơm đã chín rồi. Trời lạnh, nồi cơm chín bốc khói lên, trông ngon quá. Bây giờ thì Mio bắt đầu sắc một chút xíu bắp cải dúng. Mio sẽ xào bắp cải dúng với lại một trái ớt cho nó có màu sắc đẹp. Ớt của Mio trồng nó không có cay, mình chỉ xào thêm vô cho nó có màu sắc, cho nó nhìn dĩa thức ăn nó đẹp một chút xíu. Ăn cơm sườn thì cũng phải có chút rau cải. Mio thì không có đồ chua giống như ở bên Việt Nam, thì Mio làm một chút rau cải xào để mình ăn kèm vô. Đây là ớt Mio trồng, nó không có cay nha quý vị. Mình chỉ thêm vô cho có màu sắc, cho đĩa thức ăn thêm đẹp đẽ một chút xíu. Ớt này hồi trước Mio mua về ăn thì nó cũng cay lắm. Rồi mới lấy hộp phơi khô để dành lại trồng. Sau khi Mio trồng xong thu hoạch vào ăn thì nó không có cay. Sao kỳ lạ thiệt á. Bây giờ thì Mio bắt đầu xào cải nha quý vị. Cho một chút xíu vào ăn thôi, không có nhiều lắm. Mio sẽ cho vào một tép tỏi. Xào tỏi cho thơm vàng một chút xíu. Rồi mình sẽ cho bắp cải vào mình trộn.
Bắp cải này ăn kèm thì chỉ cần nêm một chút xíu tiêu với một chút xíu muối hoặc là bột nêm, không có cần nêm cho nhiều lắm đâu nha quý vị. Đó là cách làm của Mio thôi. Nếu quý vị thấy thích thì quý vị có thể làm theo, nhưng mỗi người đều có một cách nêm nếm khác nhau. Mio chỉ giới thiệu chứ không dám hướng dẫn. Mong là quý vị và các bạn xem hứng thú với video của Mio làm cái món này. Đây là tiêu, mình có thể cho một chút xíu vào cho nó thơm. Bây giờ sẽ cho một chút xíu bột cà no. Bây giờ thì trong khi chờ đợi cái sườn nó thấm gia vị, Mio chia sẻ cho quý vị và các bạn xem cách Mio tỉa cái lá bằng trái táo. Mio cắt hai lá táo rồi cắt nó thành hình dạng chiếc lá. Sau đó Mio dùng cái mũi dao để tỉa những cái gân lá nhìn cho nó đẹp. Mio không có con dao chuyên nghiệp, chỉ là con dao nhỏ của Mio để cắt tỏi với củ hành đó. Mio sử dụng để tỉa cái lá này. Quý vị và các bạn nhìn xem, chiếc lá màu đỏ rất là xinh. Mình có thể trang trí trên cái đĩa thức ăn. Đây là cái miếng táo Mio đã cắt. Bây giờ Mio sẽ tỉa thành hình dạng cái lá. Quý vị và các bạn cùng xem nhé. Mio rất là thích nấu ăn. Ngày xưa Mio cũng làm trang trí đĩa thức ăn, nhưng mà vì không có thời gian, quá bận rộn đi làm về, Mio chỉ nấu những món ăn nhanh chóng để mà có thể ăn no sau một ngày làm việc mệt mỏi mà trời thì lạnh nữa quý vị. Nó không có giống như bên Việt Nam mình có nhiều thời giờ để mà làm. Nhưng hôm nay Mio sẽ đặc biệt làm cái video này để ra mắt cái video đầu tiên. Cái kênh của Mio được bật BKT và cũng gửi đến cho quý vị xem, thư giãn và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mio trong suốt thời gian qua. Cảm ơn những tấm lòng yêu thương của quý vị đã gửi đến cho Mio, nên Mio cũng sẽ gửi đến một cái video clip được quay và được làm một cách đàng hoàng một chút. Để chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ thì sườn đã thấm gia vị vào rồi. Bây giờ sẽ cho một chút xíu dầu ăn lên để mình nướng, để cho miếng sườn nó đừng có khô nha quý vị. Một chút xíu nữa các đồ nêm nó sẽ tan chảy cùng với cái nước dầu xuống, nó sẽ thành cái nước sốt, để cho miếng sườn nhìn vào có vẻ hấp dẫn một chút xíu, không có bị khô. Mio sẽ chỉnh lò 180 độ và nướng trong vòng 15 phút. Mình chọn chế độ nướng sườn nha quý vị. Đây là đĩa cơm đã được Mio trang trí cùng với hai chiếc lá được làm bằng trái táo và những cành hoa tím nho nhỏ của Mio trồng ở ngoài vườn. Cơm Mio đã đóng thành hình một trái tim
Đây là mì dâu chỉ làm tượng trưng một trái tim bằng cơm trắng để trang trí cho đĩa thức ăn được thêm phần hấp dẫn. Nhưng khi mình ăn thì mình sẽ ăn nhiều cơm hơn hả quý vị? Không thể nào ăn chút xíu cơm như vậy được. Mì dâu đã trang trí hình trái tim, có một nhánh hoa màu tím và hai chiếc lá. Quý vị xem có dễ thương không nè? Đĩa cơm đang đợi miếng sườn chín. Mì dâu nghĩ là bây giờ miếng sườn cũng đã bắt đầu chín vàng lên rồi. Ôi ngon quá, gia vị thơm phức luôn quý vị. Nhưng bây giờ sẽ cho cái mặt sau của cái miếng sườn nó vàng thêm một tí xíu nữa. Bây giờ thì đã vàng ươm, miếng sườn trông thật là hấp dẫn. Bây giờ sẽ đặt miếng sườn lên trên đĩa thức ăn. Đây là đĩa cơm sườn của Mio được nướng bằng lò air fryer. Quý vị, các bạn nhìn khói bốc lên từ miếng sườn thật là thơm. Đĩa cơm được trang trí những bông hoa màu tím nhỏ li ti và hai chiếc lá được làm bằng quả táo màu đỏ. Trông rất xinh xắn và thêm phần hấp dẫn của món ăn phải không quý vị? Mio mong rằng cái video đầu tay của Mio ra mắt khi kênh của Mio được bật kiếm tiền, mong quý vị sẽ rất là hài lòng khi xem và rất là vui khi nhìn thấy những bông hoa màu tím rất là dễ thương xinh xắn trên dĩa cơm. Miếng sườn Mio nướng bằng lò air fry cũng nhìn hấp dẫn lắm. Sườn vàng ươm, gia vị thơm phức. Mio xin gửi đến cái đĩa thức ăn này giống như một tấm lòng của Mio cảm ơn những gì quý vị đã yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt cho Mio trong suốt thời gian qua và sắp tới. Mong quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là nhiều niềm vui và bình an trong cuộc sống. Bây giờ thì Mio cho thêm một chút bắp cải xào lên đĩa thức ăn để mình ăn kèm chung với cái món sườn cho nó đỡ ngán. Mio không có củ cải đỏ để làm đồ chua, thành ra chế biến một chút bắp cải xào để ăn kèm thêm. Quý vị và các bạn nhìn đĩa thức ăn như thế nào? Có hấp dẫn không nè? Màu tím, màu đỏ của bông hoa nhìn đĩa thức ăn đẹp mắt và thêm phần sinh động, để người ăn cảm thấy cái món ăn được hấp dẫn và mình ăn ngon miệng hơn. Mio xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video kế tiếp. Xin kính chào. Bye bye.